Xin chào anh em nhé. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3, giỗ tổ Hùng Vương. Chỗ anh em như thế nào nhỉ? Mình đây thì quanh đây thì núi đồi xong là ruộng. Đây là cánh đồng của xã Nậm Păm mọi người. Hùng La. Đồng lúa lên xanh mướt này. Bản làng quanh khu vực này, ngày này chỉ có nắng và gió nóng lắm. Hôm nay đưa mọi người vào trong gặp lại dàn diễn viên điện tử xem ẩm thực Tây Bắc như thế nào mọi người nhé. Đây mọi người này, dàn diễn viên điện tử đang chuẩn bị tinh thần lên sàn chiến đấu đây. Em làm hẳn hôi đi, tí lại lên ăn. Chị em nhà mình đã có chén nào vào chưa mà tươi tỉnh thế nhỉ? Chưa, chưa có chén nào. Mọi người ăn con rồi. Cứ tưởng vừa xong làm bếp với chị em cũng đã thử rồi chứ. Đây, người bà hôm nay là gia đình là hội họp mọi người nhá. Chào ông nhá. Ông hôm nay giỗ tổ Hùng Vương thấy thế nào, phấn chấn không chứ? Rất vui vẻ. Rất vui vẻ à? Vâng. Cháu đến chơi. Vâng. Ông các bà nữa. Một con lợn 60 cân thôi. Hôm nay ông mổ con lợn 60 cân à? Thế con cháu hôm nay không say không về ông nhỉ? Con một chỉ say không ai không có cá mạnh hơn nó làm rồi nữa. Tí là ngồi ở trong nhà ngoài nóng lắm. Món ăn thì mọi người đã làm sẵn mọi người nhé. Món thịt nướng. Và bên này mấy xiên thịt nướng nữa này, thịt lợn than mọi người nhé. Vừa tiết canh đánh thì đã để trong ngăn tủ này. Đây là mấy kẹp cá nướng nhé. Cá nướng này trên Tây Bắc gọi là cá nướng nướng mọi được phải không ạ? Đã được chế biến chín rồi, còn bày lên mâm nữa thôi. Rượu thì đã được rót vào các chai để sẵn đây. Chắc hôm nay không say không về mọi người. Đồ ăn rau cỏ thứ cũng được chuẩn bị sẵn. Cá sung ăn ghém này. Quả sung. Và trong này có món cái nồi cái nộm mọi người nhé. Đây cái thịt đầu lợn nó luộc nộm dừa gỡ ra. Xong rồi trộn với ốc nhé. Và bên này là dế mèn xào nước măng chua, lá chanh, sả. Món này mà uống bia nhắm rượu đều rất ngon mọi người. Mọi người được chuẩn bị sẵn để đây tí mọi người đặt mâm. Tập trung đặt mâm cùng ăn để đậy lại để đảm bảo vệ sinh. Đây là món rau nộm mọi người nhé. Đây là món rau thối ở trên Tây Bắc mọi người. Đây là bí đỏ, quả bí đỏ bổ cho nồi nấu canh nhé.
và không thể thiếu được món măng luộc chấm chẩm chéo mọi người. Mùa này thì đang là mùa măng đắng ở trên Sơn La, Tây Bắc. Ở đây là một lợn cắp nách mọi người, luộc để sẵn ở trong nồi rồi. Lòng đùi sẵn để đây, tí chặt chém lên sàn. Canh cá nấu măng chua nha mọi người nhé. Ngọn và ngọn đều tập trung ở đây. Dàn diễn viên điện tử. Hé lộ tình hình. Đây toàn diễn viên điện tử mọi người nhé. Cười đây nào, cười đây nào, cười nè. Đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Ăn uống gì chưa nào? À. Con ăn rồi. Để xốp nó không thấy sao nó mà để bọc bọc cái đây. Đây đi nhá. Ôi con đây thì điện thoại nó mang ra đây này. Ê, cái này. Giờ đồ ăn được đặt lên đĩa mọi người này. Đây là món dế mèn này nhá, xào măng chua này, cho là đĩa. Và đây là cá nấu măng chua. Cá măng chua đã được múc ra bát này, chấm để ăn ghém với rau sống nhé. Thịt nướng, cá nướng. Đẩy ra đĩa rồi, cá nướng cho ra đĩa. Cá nướng để cả bảy này. Ao. Được, giờ bây giờ mình về cùng đặt mâm. Trên tay mình bây giờ đang là đĩa thịt nướng này. Bê ra ngoài. Đây bác đang chảy mâm rồi. Đây là mâm cơm của mọi người đã được bày lên trên. Đây mình đặt về. Đây là món quả mần trầu mọi người nhé. Ăn đây chấm cái chấm thần thánh đi. Đây là quả sung đi. Quả xôi hủ tiếu. Là mâm là nóng hộp bia đá lạnh giải khát cho nó mát mồm. Đang ngồi xuống mâm mình nhé. Mâm này cũng một chậu đá ở bìa. Công an để gặp thời bước làm này đi. Tin ma thế kỷ nó non này cái này nó non này nó mang trong hộ.
Đi đây. Khái con ăn không? Đi. Ăn cho chị Hàn đùi đấy. Kìm lắc đấy. Chào bà em. Sài Gòn cho bạn cũng xỉ bồi. Chào bác. Chào bác. Chào bác. Cũng mới sinh nhật lại sớm. Anh em nhá, ra Hà, ra Hà Nội nhá. Nhớ này ra nhá. Ăn ăn hơi chan đấy nè. Giải khát nhiều lắm. Chúc sức khỏe các ông nhá, chúc khỏe các bác nhá. Và bây giờ anh em mình bắt đầu bấm mâm mời anh em ăn cơm cùng ông cháu anh em của tôi nhá. Để mà rồi em nhá. Lên món dế mèn. Chiến em đó. À. Tôi mời món dế mèn này nhắm bia với bia rất tuyệt vời mọi người. Ơi à, nâng à, cái da lên, cái to rồi cái nhỏ không chơi nữa. Đó. Chuyển ra uống bia và xong chạm rượu lấy lệ thì. Mời các ông các bác nhá. Vừa xong chạm rượu giờ là sức khỏe cái bia nhá. Đây đi. Bên anh em thì vào mâm hơi muộn. Món gan nướng mọi người này. Bánh chẩn chéo nhá. Đây là món thịt đầu nộm ốc rồi đây. Đây khá món tiết canh bò anh em nhé. Ninh ngắm kim sư cái gì đây này. Ăn vừa miệng ngay. Mình sẽ làm một thìa cái canh bò này. Mời anh em nhé. Mát mồm. Thế còn thế canh thế nào? Mời anh em nhé. Mời con đây. Nào. Ngon không anh? Ngon. À, cũng
ngon rồi làm luôn hai miếng. Hôm nay cũng đói mà lại cầm máy mà tay cứ rung rung rồi. Đấy, đồ ăn được để cái mâm cúng xong là làm cả bên ngoài nữa, đặt cả mâm mọi người. Người đồ ăn trên bàn mời người ăn cơm rồi. Và bây giờ mình sẽ cắm lá của Tây Bắc. Lợn thế này thì ăn, còn thịt chuối là ăn cắm ngư rồi nhá. Mà thịt rất ngon. Bác phải lý gì? Kéo ăn rất tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Đến đây có việc gì? Bác chờ nằm chè đi. Bác chờ ơi. Nào, đồng khởi ông ơi, các bác ơi. Ai uống rồi à? Ai uống rồi nói chưa? Chưa hết kìa. Tao cố bài lại. Bác uống ai đó lại tiếp tục cái cơ này đi. Rồi, cái rồi, cái rồi. Vì tao không còn bài. Ken để vào ra cam này. Nào, hảo là ơn làm, là hảo là cái kín nói rồi. À. Yên sòn đi, phó mừng đòi thế đó. À, khá tốt. À, nó nhắn đấy, chồng. Đây các bạn ơi, đây là góc phần ve sầu của mình. Ruộng á, thì những cái khắp phóng hình lắm á nè. Còn cái đấy nó lẩu rồi các bạn. Dầu tê hình ngon. Ngon lắm mọi người. Chọn vào đây, chọn vào đây. Mọi người thông cảm mình. Mọi người ăn cái máy quay. Đấy đấy bạn à, thiệt cái giá cái đấy. Tàu thì vẫn đi, với mình không làm cho nó. Vàng lắm.
bà bên mâm cỗ bà các chị em mâm hết hai thanh niên kia đâu rồi, chào nhau một cái nào. Đây là dàn diễn viên điện tử đây mọi người này. Gặp lại người xưa, mừng rơi nước mắt. Không ăn không uống gì nữa, cứ ngồi mà quay đi. Băng mày hôm nay đã say chưa nhỉ? Chưa say à? Mấy lon rồi? 10 lon rồi à? Chưa kịp ngấm hay sao chứ? Em đang đi chúc rượu chúc bia mà. Bên kia là hai tổ trưởng tổ mát của bản mọi người nhé. Và bây giờ là món xin lên chân lên chân mà cặp lại đã được người mềm mỏng. Ai cũng cái đó, cái gì tóm tay thôi. Ai chỉ có đấy, giải quyết. Ai ra, ai chứ? Sắp anh đi. Các bác chiến tiếp canh lên. Ta khai mở. Giải quyết thôi. Bác lên đi ạ. Mình sẽ làm thêm một miếng tiết canh nữa. Một ngon, mời anh. Đi. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, xong rồi để còn giao lưu với lại mọi người tí. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của kênh Thanh Truyền TV nhé.